Trung Quốc dừng thông quan một cửa biên giới với Lạng Sơn vì phát hiện trường hợp nhiễm coronavirus. Ban quản lý khu kinh tế cửa biên giới Đồng Đăng, Lạng Sơn vào hôm ngày 16 tháng 3 đã cho báo chí trong nước biết với các giới chức của tỉnh Quảng Tây. Trung Quốc vào hôm ngày 14 tháng 3 cũng đã ra thông báo là tạm dừng thông quan hàng hóa tại cửa biên giới Ái Điểm của Trung Quốc, tức là cửa biên giới Chi Ma của Việt Nam, sau khi phát hiện một số trường hợp nhiễm coronavirus. Phía Trung Quốc cũng đã cho biết là việc tạm dừng này sẽ kéo dài đến ngày 17 hoặc là 18 tháng 3. Theo ghi nhận của báo chí nhà nước, cho đến lúc này thì tại Lạng Sơn, cửa biên giới hữu nghị đã khôi phục thông quan. Tuy nhiên thì vì cửa biên giới ở Chi Ma, Ái Điểm đã dừng hoạt động nên lượng hàng hóa xuất sang biên giới chỉ bằng một nửa so với thời điểm sau Tết Nguyên Đán. Hiện chỉ có cửa biên giới hữu nghị và Tân Thanh vẫn đang thông quan với Trung Quốc. Tính đến 20 giờ ngày 15 tháng 3, thì tại Lạng Sơn vẫn còn tồn tại 1.325 xe hàng xuất cảng, trong đó số xe chở trái cây xuất sang Trung Quốc còn tồn động là 942 xe. Trước đó thì vào ngày 7 tháng 3, các giới chức của tỉnh Lạng Sơn đã cho báo giới trong nước biết là phía Trung Quốc đã tạm ngừng hoạt động thông quan tại cửa biên giới hữu nghị mà không thông báo cho phía Việt Nam biết. Việc này đã gây ảnh hưởng đến gần 1.000 xe chở hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc.